Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam đã được tập trên mặt cỏ xanh mướt với chất lượng rất tốt. Cùng với sự xuất hiện của Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn, bằng quan hệ rất tốt của mình với Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, ông Trần Quốc Tuấn đã đề nghị được hỗ trợ sân tập luyện cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Đây là sân bóng thuộc trường bóng đá Brazil, Brazil Soccer School, nằm cách khách sạn của đội tuyển gần 20 km. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ đá chính trong trận gặp Pakistan chỉ vận động với khối lượng vừa phải, chủ yếu là chạy thả lỏng và căng cơ. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại vận động với khối lượng nhiều hơn, được chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên phạm vi 1/3 sân. Không khí của buổi tập rất hứng khởi, các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và không có bất cứ trường hợp chấn thương nào.